hướng dữ vậy. Ok em đúng rồi. Dạ. Dạ, hả? Dạ, dạ, đây nha. Đi vào. Thank you.
không Khang? Ê, cho anh chở một con trai anh chồng nha. Ừ, Khang là bơi ba nè. Ủa này ghen sao ta, không có ghen hả? Cách lên. Ừ. Con em bơi về phao đi. Nè để cho thuốc training con hướng dẫn con hạn sử dụng. Trước khi dùng. Lên. Ừ. Lên là ra phía sau. Đừng có leo ngang. Đừng có leo ngang con. Ra phía sau con. Ra phía sau, ra sau trao đuôi luôn. Ra hẳn trao luôn. Từ từ tình này. Cái tay nắm này. Rồi, nắm cái tay trên kia. Rồi. Mình có quen nhau không? Rồi. Rồi. Nổ đây, tắt máy lại đây. À. Nhấn rồi, nhấn vô dứt khoát. À. Giờ nó bấm vô để. À. Nó phải có chế độ đảo nước. Cái cần bên trái nè, chế độ đảo nước. Khi mình bóp vô nó sẽ đảo cái gầu lại. Đảo cái gầu lại thì mình bóp cái này nó sẽ tống nước ve lại. Là gọi là ve thắng. Ở đây chế R kìa. Rồi đó là tới lui ha. Khi anh cập bờ, khi anh chạy cập bờ, nước nó tống anh ập vô bờ. Nên mình không được tắt máy khi mình dính vô bờ. Là mình cứ giữ cho ta đạp 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 là mình có thể ve để kè kè vô. Giờ anh ve vô chậm cho nó trước đi, là chạy trước có gì vậy hả? Không, không có ve vô, mình chạy vô chứ không có ve ve vô nước ở dưới. Tới gần tới mình ve giờ anh cầm giá bôi chạy sẽ lấy cầm này trước đi nha, cái màu xanh ha, đó là cho chạy tới cầm cái đó. Nó xỉ vô vậy hả? Đúng rồi, đi ra ngoài nó đưa vô rồi. Đừng làm đó, chạy tập cầm cầm lên đó đó. Chạy tới chứ không có đó. Tới. Ba kéo con, đúng rồi. Cầm tới phải không? Không có đâu. Đẩy cái là lái qua. Đẩy, mình sẽ ve là mình sẽ ngược. Mình ve là cái sẽ ngược lại. Rồi ve vô. Bóp ve. Quên, phải quên không có lên ga. Đó, nó tới đây về tắt máy. Đừng có tống ra, đừng có chút chơi chút tắt máy à. Phải tắt máy chứ sao em về thẳng Bình Dương phải không?